em Thảo săn bẫy giá rẻ gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ đăng tải chi tiết về cái mẫu lồng ô, một cái dòng lồng mà được các bác đang sử dụng đi bắt tôm, bắt tép rất là nhiều. Lồng ô thì nhà em sẽ có rất là nhiều mẫu, từ 6 lỗ, 8 lỗ, 12 và 16 lỗ, tùy thuộc cho các bác sử dụng nhé. Nhưng với cái lồng mà đánh hiệu quả và bán được nhiều nhất thì sẽ là lồng 8 lỗ các bác ạ. Đấy, lồng 8 lỗ thì em để ngay phần đầu video. Thì không tại sao thì em sẽ nói chi tiết một chút để cho các bác nhà mình khi mua sẽ tham khảo được. Lồng ô nhà em thì sẽ có hai lượt đan nhau như thế này, giúp rất chi là chắc chắn cho các bác nhé. Hai lượt này, lượt trên, lượt dưới này. Đấy, và cái chất vải dù này của nó rất chi là dai, siêu dai, siêu bền luôn. Đây, đây là một cái mẫu lồng ô mà được các bác sử dụng khi bắt tôm, bắt tép nhiều nhất. Bên cơ sở em Thảo thì có rất chi là nhiều loại khác nhau, nhưng với cái lồng ô này thì đang được các bác sử dụng để đánh tôm nhiều nhất. Em sẽ có lồng ô, lồng lò xo, lồng đánh tôm. Lồng đánh tôm sẽ có hai loại nhé. Cũng mong là khi xem được video các bác hãy xem thật kỹ. Cái lồng lò xo này, đây là cái lồng lò xo. Em đã quay chi tiết và thật gần về cái lồng lò xo để các bác nhà mình nắm bắt được. Cái lồng lò xo này thì kích thước của nó là 30-60. Cái lồng này là lồng chất liệu lưới kim cương nhé, là chất lưới bền nhất này. Đấy. Ở bên trong này sẽ có băng túi đựng mồi và sẽ có cái đường khóa để các bác lấy cá lấy tôm ra. Các bác phải nhớ nói là mua cái lồng tôm lò xo này nhé. Và cái lồng ô nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhé. Đây là cái lồng 8 lỗ này. Với cái lồng nhà em ấy, các bác mua bao giờ nó cũng căng đét, bề mặt nó đẹp như này, không chùm, không rúm ở đâu ạ. Hai lượt không thép. Đấy. Cái này thì giúp các bác đánh bền, hiệu quả. Ở đáy của nó thì lúc nào cũng nhà em cũng bán cái hàng là có đáy như này, để các bác nhà mình đổ tôm làm sao cho nó dễ nhất. Cái này các bác có thể đánh được tôm này, được cá bống này, đấy, được tép này. Giá thì rất chi là rẻ nhá. Nếu mà đã đến với đại lý của bên cơ sở em Thảo Sân Bẫy Giá Rẻ thì đảm bảo các bác chắc chắn sẽ mua được hàng đẹp, giá thì cũng rất chi là phải chăng. Đấy. Và bên cơ sở em thì ở Bắc Giang nhé, em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Với cái lồng đây là lồng tôm này, lồng lò xo đậu trang này, cho mấy cái lồng lò xo đây. Đây là lồng lò xo tôm nhé, cái con lồng lò xo cá khác nhau đấy. Lồng lò xo tôm và lồng lò xo cá khác nhau. Lồng này là lồng lò xo tôm. Lồng lò xo cá thì mắt của nó sẽ thưa hơn, mắt của nó 1,5 cân không. Cái lồng này thì mắt nó nhỏ. Lồng ô này thì bên cơ sở em sẽ có loại 6 lỗ, 8 lỗ. Đây là cái lồng cua, lồng này lồng cua, lồng lò xo nó đấy. Lồng lò xo nó dài hơn nhá. Đây là cái lồng này các bác có thể đánh nhá. Ba ba đánh tôm, đánh cua, đánh cá đều được. Đấy. Có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà đảm bảo là hiệu quả. Còn đây là lồng lò xo cá này. Rất mong là các bác xem kỹ video nhá. Lò xo cá thì em có 30 60, đây là kích thước 40 80 này. Và nhiều kích thước lắm. Các bác mà muốn xem mẫu nào thì cứ vào trong Zalo em gửi mẫu cho các xem. Đây là mẫu 40-80. Một cái này cũng có mấy chục ngàn thôi. Đấy. Bên cơ sở em Thảo vẫn đang nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Chất thép nào là đẹp nhất này, đảm bảo chất thép đẹp các bác lưu ý luôn. Rất nhiều bác phản hồi là tôi mua gửi đến nhà cái thép của nó bằng nhựa hoặc là bằng gì đấy, nhưng không phải, bên em thì 100% bằng thép. Mắt lưới 1,5 cân. Chất dù lưới nhá, siêu dai, siêu bền luôn. Đấy, lồng ô, lồng lưới này. Các bác mà đang quan tâm tới mẫu nào liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Và xem được video này các bác quan tâm thì đừng quên nhấn like, chuông, nhất là đăng ký kênh để đón xem tất cả những dụng cụ hay của bên cơ sở em Thảo qua những đoạn clip ngắn như này nhé. Đấy, đây là một cái video rất chi là chi tiết về những cái mẫu lồng, lồng ô, lồng tôm, lồng lò xo để gửi tới các bác nhà mình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đừng quên ấn like, chuông và đăng ký kênh các bác nhé, để đón tiếp theo những cái dụng cụ sau của bên cơ sở em Thảo. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.